những bóng khăn vừa dùi này, mình sẽ biến ra cái gì đây? Anh cảm thấy trong bóng đêm lóe lên một ánh mắt soi. Con sói nào dám vào đây? Em có cung tên đây này. Halloween đến đây cùng chơi với tôi nào. Halloween đến đây cùng nhau hát ca, cùng hòa nhịp ca hát bên nhau. Chương trình siêu nhí danh tài, chương trình của chúng tôi do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Vietcom thực hiện. Chương trình sẽ có các huấn luyện viên ở bên cạnh các bé là các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng hoặc là các quán quân của các chương trình. Đặc biệt sẽ không chấm điểm để gây áp lực cho bé. Chúng tôi sẽ có gia đình nhà vụt và chấm điểm bằng hoa. Và bây giờ nếu đã có cô Tiên Việt Hương rồi thì không thể nào thiếu gia đình nhà vụt được. Hân hoan chào đón gia đình nhà vụt chúng tôi. Ông Bụt Anh, nghệ sĩ Thanh Bạc. Ông Bụt Em, nghệ sĩ Minh Nhí. Và sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên trong vai trò bà Tiên khách mời. Ở vòng này chúng ta sẽ có 3 đêm thi. Mỗi một đêm sẽ có 4 tiết mục. Sau 3 đêm thi, chúng tôi sẽ chọn ra 7 em do gia đình nhà Tiên. Và đặc biệt bà Tiên Việt Hương sẽ có 2 cây thần tiên để cứu các em vào. Tổng cộng chúng ta sẽ có 9 thí sinh bước vào vòng kế tiếp. Và bây giờ đến với chủ đề cổ tích nước ngoài. Chào đón các bé đến với siêu nhí danh tài. Huấn luyện viên Thanh Sang sẽ làm như thế nào, gian dẫn ảo thuật như thế nào với thí sinh của chúng tôi, thí sinh mà Việt Hương rất là thích ở kỳ trước, đó là bé Thanh Hiển. Mình có bạn mới chơi nè. Xin chào. Mấy bạn ngồi
ngồi xuống đi. Mình sẽ làm vài trò phép thuật mình mới học được của con tiên Việt Hương đó. Hôm nay mọi người có thấy nóng không? Chứ nóng. Mình là thấy nóng lắm. Nóng không bạn? Nóng. Giờ bạn có thể giúp mình đếm coi có bao nhiêu cái khăn được không? Được. Bắt đầu nha. 1. Giờ mọi người có thể giúp mình nhìn xem con vật trên cái khăn này là con gì được không? Con chim. Con chim màu gì nào? Màu xanh. Từ những bóng khăn bùi dùi này mình sẽ biến ra cái gì đây? Xin mọi người cho con được phép nói lại câu lời thoại của tập 1. Vì hôm nay là ngày rằm nên ta phải thả chim phóng sanh để cầu được những điều an lành. Cầu trời Phật phù hộ cho con qua được vòng 2 của chương trình Siêu Nhí Tranh Tài. Trứng gà. Nhưng mình có một điều đặc biệt hơn là, đố mọi người, đây là cái gì? Cái lò. Không phải đâu, cái này là cái lò quay. Không tin đúng không? Nhìn mặt là biết không tin rồi. Bây giờ mình sẽ làm. Mình sẽ làm gì đây? Úm ba la. Mời bạn úm ba la đi. Bây giờ mình sẽ quay cái hộp này lên. Nó sẽ thành gì đây? Một con gà quay. Gà giả mà sao quá? Anh quen rồi, em tới rồi quá à. Không sao, anh có cách rồi. Anh sẽ đi câu cá cho mấy em ăn nha. 1, 2, 3. Cá nè, cá rồi. Con mà 5 người sao đủ ăn? Bây giờ anh sẽ đi câu thêm cá nha. Dạ. Mấy em ơi, lại đây phụ anh câu chúng cá gì nặng lắm nè. Thông minh khi sử dụng lại chiêu trò là thả chim phóng sanh rồi cầu xin là cho con qua vòng này. Cảm ơn các anh chị hỗ trợ diễn cho con. Quan trọng là hội nhà tiên của chúng ta sẽ đánh giá mình như thế nào. Nhưng trước tiên xin chào đón huấn luyện viên đến với sân khấu của chúng tôi.
huấn luyện viên trẻ mà đẹp trai quá trời. Xin mời ông Tiên Em Minh Nhí ạ. À, nhiều người đã thi về ảo thuật rồi đó, thành ra những cái chiêu trò này á là làm mọi người cũng đã coi nhiều rồi. Tuy nhiên khi mà cái ảo thuật qua cái diễn xuất của con, qua cái thể hiện của con đó, thì làm chúng mình rất là thích ở một cái chỗ là con từ tốn, con làm con nhẹ nhàng, con làm con không có cần phải làm cái gì mà coi như là cố gắng lên hết á. Cái câu chuyện đưa vô cái ảo thuật của con cũng rất là hợp luôn, và cái bản lĩnh của con nó vẫn như là cái dòng trước đó. Và ở đây á là đặc biệt là cảm ơn huấn luyện viên của con là Thanh Sang đã nghĩ ra những cái chiêu trò và kết hợp vào một cái câu chuyện nó có cái nội dung và đặc biệt là có chủ đề. Chú Minh Nhí rất thích cái câu cuối của con: chỉ cần một người còn tin vào chuyện cổ tích thì thế giới thần tiên này sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Câu này á là các cháu thiếu nhi sẽ rất là thích nè. Hôm nay chúng mình không có cái gì để mà chê con hết á. Chúng mình rất là thích con. Vậy thôi bây giờ mời ông Việt Anh Thanh Bạch đi ạ. Lần trước con đã làm mọi người bất ngờ với chủ đề nói dối như cuội, đúng không? Thì thật ra những cái miếng ảo thuật đưa vào như thế nào cho nó hợp lý, thì ở đây tiết mục của con á, thay vì ghi là tiết mục thể loại là ảo thuật, thì chú lại thấy rằng con diễn xuất mà không cần ảo thuật cũng đủ sức để thuyết phục khán giả. Còn cái phần cộng thêm mà ảo thuật và hợp lý nữa, nó làm cái trở thành cái sự chinh phục mà khiến hội nhà tiên chúng tôi cuối tiết mục không thể ngồi yên mà phải đứng lên để thay cho cái lời mình muốn nói là ngưỡng mộ cái tiết mục của huấn luyện viên Thanh Sang và của bé Thanh Hiển. Và cho nên chúng ta ở đây cùng gặp gỡ đồng cảm nhau là Thanh Sang, Thanh Hiển và ông Tiên Thanh Bạch nữa. Vậy còn bà Tiên sao, bà Tiên nghĩ ông Tiên Thanh Bạch á có một cái ý mà vừa nói ra thì giống như bà Tiên Mỹ Uyên là rất thích ở bé Thanh Hiển, ở một cái điều là ở đây con không chỉ là ảo thuật gia mà con còn có đẩy biết diễn xuất, đẩy cao trào kịch tính trong câu chuyện lên. Ví dụ như con biết nhấn nhá đại từ nè, rồi con biết biểu cảm diễn xuất nè. Đó thì làm cho cô thuyết phục cô ở cái điểm là bản thân cá nhân của con không phải là ỷ lại vào huấn luyện viên của con để biến hóa những cái màn phép thuật, mà bản thân con biết dùng rõ cái khả năng khiếu của con, và cái điều đó đã chinh phục được cô. Và có một điều mà cô rất thích trong cái ý tưởng, trong cái nội dung này, đó là những cái gì nó hiện đại với trẻ con hiện nay như là iPad nè. Ngay đầu tiên con đã giao đãi những cái đó rồi: thế giới thần tiên không cần công nghệ. Thì cái điều đó là làm cho cô rất là lôi cuốn, và cô cười liên tục và cô rất là thú vị ở tiết mục của con. Huyên Thanh Sang, vì cô biết là ban tổ chức mỗi một cái vòng thi sẽ cho bạn gọi là giống như là gò trong một cái gọi là cổ tích Việt Nam, và bước qua vòng này lại là cổ tích nước ngoài. Vậy khó khăn gì khi đem một ảo thuật là bộ môn hiện đại ghép thế giới thần tiên? Dạ, đối với những cái tiết mục ảo thuật thì nó rất là khó. Chỉ có đa số là những tiết mục này em dạy là có nhiều người lớn chưa tập được nữa. Người ta tập 4-5 lần, bé mới tập 2 lần là bé đã làm được. Rồi còn ý tưởng hả? Còn cái ý tưởng là các anh chị em trong nhóm kịch, rồi mỗi người một ý mình hợp sức lợi. Và lúc mà bé diễn, bé những cái câu nói là bé tự nghĩ ra, thấy cho nó hợp lý. Và cái điều quan trọng là ở đây ảo thuật gia đã không tham lam. Nếu đưa nhiều vào cái miếng ảo thuật, tôi biết là với một ảo thuật gia thì vô biên, nhưng mà đã xử lý rất là hợp lý và liều lượng vừa đủ. Chính xác. Chứ nếu như mà nó dư một chút, nếu như tại sao lại phải có cần câu ở đây với con cá, thì bởi vì có một cúp biển Caribe. Thì đây là lý do. Chứ nếu như câu trực tiếp ra cúp biển Caribe thì chắc có lẽ nó không có cái sự bắt cầu để làm gì mặt tâm lý cho người khán giả. Và nó rất là logic, nó hợp lý. Đưa đó, những cái ảo thuật vô rất là logic. Hội nhà tiên còn phát hiện ra khả năng tư duy về kịch bản của con rất là tuyệt vời. Đó là Thanh Hiển con có thể vừa tự viết lời thoại và giữ cái chủ đề tư tưởng của mình. Ngày nay game tràn lan và hầu như trẻ con cứ dán con mắt vô màn hình vi tính và chơi game trên điện thoại luôn nữa, và hầu như quên tất cả những mối quan hệ xung quanh. Và ngày nay người ta không tin vào ông già Noel, không tin vào bà Tiên và không tin vào sự cổ tích nữa. Con nhỏ, cái tư tưởng của con dành cho những người lớn mà con đã làm được, có nghĩa là con đã vượt lứa tuổi của mình, và con cần phải được bảo vệ và nâng đỡ để giúp đỡ con, để con sẽ tỏa sáng và mang lại lợi ích không những cho Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới. Đó là chuyện con có thể làm được.
Bây giờ Hội Nhà Tiên có một cái món quà gửi tặng cho con liền, yêu con quá. Ôi, Hội Nhà Tiên nó đang sẵn sàng tặng cho bé Thanh Hiện các bông hoa. Và mời ông Bụt em ạ. Ông Bụt em cho bốn bông hoa. Có bốn bông hoa hả? Không. Sao nãy? Nãy có trái tim mà làm sao bốn bông hoa được. Nó mọc bông hoa này mà quần từ từ lên. Tôi nghĩ là ông Bụt em là người khó nhất trong Hội Nhà Tiên. Ông cho năm bông hoa thì hai người kia ha không thể nào mà cho ít hơn nữa. Và mong là bà Tiên từ từ nha. Năm bông hoa. Hy vọng là Thanh Hiển sẽ có số hoa tuyệt đối của nhà Hội Nhà Tiên. Và ông Bụt Anh Thanh Bạch, với kinh nghiệm trên sân khấu và xử lý những sự cố, nhất là của tiết mục ảo thuật, nó rất là căng thẳng, nhưng bé không hề căng thẳng mà xử lý những tình huống trục trặc của ảo thuật, khán giả không phát hiện. Điều này là tố chất của nghệ sĩ. Cho nên tôi tặng bé một bông. Con bông ấy? Trời ơi, con một bông vậy? Muốn xỉu. Một bông này là đại diện cho năm bông. Năm bông à? Tuyệt đối của ban giám khảo. Tôi nghĩ là khán giả cũng không hẹp hòi gì với lại bé Thanh Hiển sẽ được bình bầu là thí sinh được yêu thích nhất hay không với cú pháp SN khoảng cách 02 gửi 6553. Đến với siêu nhí tranh tài, nữ nghệ sĩ Trinh Trinh, cô đã làm huấn luyện viên cho một vở Alice trong xứ sở thần tiên, sự dự thi của bé Khánh Minh. Dạ con làm tiết mục Alice làm vào xứ sở thần tiên. Mà ta không biết cả. Kia kìa, cô bé kia. Ủa ai vậy? Ủa, gì kỳ vậy? Ông là nhà tiên tri, sao không biết tôi là ai? Biết rồi, biết cô là Alice rồi. Nhưng mà phải đối đáp như vậy nó mới thú vị. Trả lời liền, đâu có vui. Vậy sao ông không nói ông là ai?
Tại sao ta phải nói cho cô biết ta là ai chứ? Ông không nói thì tự biết ông là nhà tiên tri. À, trời, đã biết ta là tiên tri rồi. Ê, đừng cãi nhau nữa. Này cô bé, hãy uống thứ nước này đi. Cái này là cái gì? Đây là hương liệu từ thiên nhiên. Thành phần chủ yếu là cây cỏ, không có hóa chất độc hại. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Sao không nói sớm? Tôi uống rồi. Lòng đi cô bé, không phải khu rừng thay đổi, mà sự thật là cô nhỏ lại thành người Tây Hà. Nơi này kỳ quá, tôi phải về nhà rồi. Cô bé, cô không có đi được, vì cô đã ước điều này mà. Ô mơ ước không hồng hạnh gì, thoải mái vui chơi tự do, không có ai rầy la. Có thương chốn học giao dương mơ mong, chúng tôi đã nghe lời ước nguyện của cô rồi. Cóc hát đầm hơi quá à. Đúng rồi, cô là cô bé mộng mơ. Chính vì vậy, cô phải ở lại đây với chúng tôi và giúp chúng tôi chống lại bà nữ hoàng độc ác. Nữ hoàng độc ác? Phải, chuyện là như vậy. Đó, mọi chuyện là như vậy đó. Chỉ vì không thể trả lời được câu hỏi của bà nữ hoàng 5x5 bằng mấy. Cho nên chúng tôi bị trừng phạt suốt đời như vậy nè. Chỉ có cô bé mới giải thoát cho chúng tôi thôi. Không, tôi cũng giống như các bạn thôi. Lúc cô giáo dạy tôi không có thèm học bài, cho nên bây giờ không có biết đường trả lời. Sao trong khu rừng này ngày hôm nay lại có thêm một thành viên mới à? Cô bé, cô là ai? Tôi xin chào bà, tôi là Alice. Ngươi có biết đây là khu rừng thần tiên, tại sao ngươi lại dám xâm phạm vào khu rừng này? Bởi vì vậy, ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. 7x7 bằng mấy? Hả? Khoan đã. Bà ăn Giang, lúc trước ăn Giang hồi nào? Bà hỏi câu khác mà. Câu hỏi của ta lúc nào cũng thiên biến dạng quá. Ta không bao giờ giữ một câu hỏi hoài đâu. Giữ câu hỏi hoài, ngươi trả lời được rồi sao? Sao? Ngươi hãy nói cho ta biết đi. Ngươi có trả lời được không? Sao? Được hay là không? Không được chứ gì? Ta biết mà, ngươi chỉ là ham chơi, làm gì học hành mà biết trả lời. Không được thì tất cả muôn thú và cả ngươi phải ở đây làm nô lệ cho ta. Tất cả phải chết. Xin bà hãy xót thương muôn loài có tội tình gì cho con gây lỗi, không học hành chăm ngoan. Bà hãy bắt con tha cho an lành. Con lại bà. Ngươi muốn cứu các muôn thú này à? Vậy mà ngươi lại không trả lời được câu hỏi của ta. Vì vậy, tất cả muôn thú ở đây phải tiếp tục làm nô lệ cho ta. Cô cũng sẽ bị bắt ở khu rừng này. Dính, 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 dính. Bao biết.
vậy? Giấc mơ của em thật là khủng khiếp. Em mơ thấy cái gì? Những đứa trẻ lười biếng không ngoan sẽ bị nhốt trong khu rừng đáng sợ đó. Em không muốn như vậy đâu. À, em không muốn bị nhốt trong khu rừng đó đúng không? À, chỉ có cách này nè, giúp em thoát khỏi khu rừng. Em có chịu không? Cách gì hả chị? Dễ thôi mà. À, em phải cố gắng học hành nè, chăm ngoan, không mơ mộng nữa, không làm biếng nữa, không ham chơi nữa. Thì lúc đó em sẽ trả lời được hết tất cả những câu hỏi mà bà hoàng hậu độc ác đặt ra. Lúc đó em đâu có còn sợ bà ta nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Em xin lỗi chị, từ nay em không trốn học đi chơi nữa. Đúng rồi. Em sẽ học thật giỏi để trả lời tất cả câu hỏi của bà hoàng hậu. Có vậy em mới cứu được các bạn của em trong xứ sở thần tiên. Đúng rồi. Và đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ của nữ nghệ sĩ Trinh Trinh. Xin mời nữ nghệ sĩ Trinh Trinh. Dạ, Trinh Trinh chào bà Tiên ạ. Chào ban giám khảo. Chào tất cả quý vị khán giả. Ý tưởng nào mà Trinh Trinh lại nghĩ ra một cái xứ sở thần tiên để mình tới biến hóa từ giấc mơ tới hiện thực? Cải lương chưa bao giờ làm về vấn đề mà nói về thần tiên mà chuyện của nước ngoài như thế này. Dạ. Yeah. Nhân đây thì mình phải cảm ơn là soạn giả Tô Thiên Kiều, nhạc sĩ Minh Tâm là có cái ý tưởng đó, không phải chỉ riêng mình đâu mà phải hòa hợp chung chung với tất cả mọi người nữa mới ra một cái ý tưởng là cái nhân vật Alice này. Anh Đập nãy giờ ngồi cứ khen tấm tắc là tại sao có thể là để cho một đứa bé nhỏ như vậy hát không khác gì cô Quyến Lý Hiên Viên. Rất là dễ thương cô, chúc mừng con. Mời một em ạ. Ông bụt em thích nhất là chúng ta diễn, chúng ta hát live. Và các chú con được một cái sự hỗ trợ rất là lớn. Cô Trinh Trinh làm cái này chú rất là thích, là một cái bài học cho yeah. các cháu. Các cháu phải siêng năng học tập chứ đừng có lười biếng. Và thích một cái nữa là cái lương của mình đưa qua bên yeah. bên cái chuyện cổ tích của nước ngoài nó yeah. Mỹ Viên cứ gọi nói Alice cải lương, Alice cải lương. Cho nên là rất là thích. Em cũng hồi hộp luôn. Nó vừa phải. Còn không buộc anh à? Ở đây thì có thể nói một tiết mục rất là ngắn và để truyền tải một câu chuyện cổ tích của nước ngoài mà thông qua một hình thức là nghệ thuật cải lương của Việt Nam, những bài hát mang cái màu sắc để phục vụ cho cái câu chuyện thì quả là một sự nỗ lực rất là lớn. Ở đây so với tiết mục trước đây Tắm Cám thì tính cách lần này của con nó hoàn toàn khác. Một cô bé mộng mơ hơn, một cô bé dễ thương hơn. Và cái phần phối hợp từ cái phim điện ảnh, rồi phim hoạt hình rồi đưa lên sân khấu như thế này thì đã rất là đầu tư, rất công phu. Những nhân vật khác không biết phải hóa trang rất là lâu để mà thành cái nhân vật trên sân khấu. Thì con rất là may mắn khi xung quanh con có một cái nền tảng rất là vững chắc để xây dựng tiết mục cho con. Còn con là nhân vật chính thì con cũng không phụ lại niềm tin của mọi người đã dành cho con. Con hát không sai tông, con hát diễn xuất đúng tâm trạng. Và tất cả những điều này con hoàn thành tiết mục có thể nói là với lứa tuổi của con nó vượt hơn sự mong đợi của mọi người. Cuối cùng thì con nói cho chú biết, nếu con sẽ được điểm tương đối tốt nếu như con trả lời đúng câu hỏi của chú và của ban giám khảo. 7 nhân 7 bằng mấy? Dạ, chú là 7 nhân 7 bằng 49. Còn 5 nhân cho 5? 5 nhân 5 bằng 25. Ờ thôi được rồi, con giỏi. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Và
Và bây giờ sẽ là phần rất là quan trọng của hội nhà tiên. Chúng tôi sẽ cho bé bao nhiêu bông hoa. Và tất nhiên tôi lại phải mời bà tiên trước ạ. Bà tiên sẽ tặng cho bé Khánh Minh 4 bông hoa lớn. Dạ. Và một bông hoa nhỏ. Tại vì bà tiên á, bà dễ thương, hiền lành. Và bà tiên không tặng tới một bông hoa nào nữa à. Vậy thì ông bụt em ạ. 4 bông hoa lớn. Thua bà tiên rồi. Một bông hoa nhỏ. Vậy bằng bà tiên đâu có gì đâu nói em bụt. Ủa, bằng nói vậy là bằng luôn đó. Bằng nói đâu có gì đâu nói. Nè, cho cái nụ. Dạ, cho một cái nụ đó. Và bây giờ ông bụt lớn ha, ông bụt thanh bạch, cười rất là tươi. Không biết là ông bụt anh có thể cho nhiều bông hoa hơn không ạ? 1, 2, 3, 4 bông hoa lớn và 1 bông hoa nhỏ. Ủa gì kìa. Vậy sao giống bà tiên kế bên vậy sao? Chưa, tại nó chưa có ổn định. Mà để động viên cái bộ môn thể loại mà chúng ta cần thấy là các cháu thiếu nhi sẽ là những người tiếp bước của nghệ thuật cải lương, cho nên tặng thêm một cái nụ. Cảm ơn hội nhà tiên lúc nào cũng thật là dễ thương. Nếu như quý khán giả yêu thương bé, hãy nhắn tin cho bé để bé là thí sinh được yêu thích nhất với cú pháp SN khoảng cách 09 gửi 6553 nha. Chàng tinh stress, sợ quá, yên tâm, các con không phải sợ đâu nhé. Tại vì có huấn luyện viên Phi Hải thật là hiền lành, dễ thương với những điệu múa chắc, khỏe cho bé Quốc Huy. Trong lúc tập thì con và anh Hải rất là lo lắng và mệt. Nhưng khi nhận được số điểm đấy thì tụi con hết mệt luôn rồi. Với sự hướng dẫn của chính người ba nuôi, kim huấn luyện viên, bé Quốc Huy đã rất nỗ lực để có thể mang đến một phần trình diễn xuất sắc trong đêm thi của mình. Những cú va chạm, những pha nhào lộn và quay người liên tục dường như cũng không thể nào ngăn được tình yêu của Quốc Huy dành cho nhảy múa. Không biết lần này huấn luyện viên Đào Phi Hải và bé muốn gửi gắm đến quý vị khán giả câu chuyện gì đây? Về bài Buôn Đảo lần này thì mình lấy tưởng từ một câu chuyện cổ tích nước ngoài là gã chàng tinh xanh. Nó khá giống với lại Huy, nó hay Và nếu mọi người yêu thích con thì hãy nhớ con là Quốc Huy. Và mã số bình chọn của con là số 3. Twist that cap, hold it in the air, then tip it back. I really don't dance, dance, dance. I really don't dance, but I'm in the zone. Boom, 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 get out the way. Rock a runaway train. I grab my beat, you do the same. And make it rain. Bớt ảo tưởng nha. Mày là con chằn tinh mập chứ không phải khổng lồ xanh. Cứ vui lên,
Và người quan trọng nhất ở bên cạnh con mà cô Việt Hương rất là nể phục anh ta luôn, đó là huấn luyện viên Phi Hải. Phi Hải đâu con? Dạ hôm nay anh huấn luyện viên của con là anh Phi Hải. Có một show khác. Tại sao mà con thi mà huấn luyện viên của con không có mặt ở đây mà phải chạy show? Dạ anh huấn luyện viên của con chạy show để kiếm tiền nuôi con. Dạ. Sao nếu huấn luyện viên phải nuôi trò của mình? Đúng rồi. Là sao? Dạ anh Phi Hải là anh nuôi của con. Dạ. Và nuôi bao nhiêu? Dạ ba anh em của con. Ba anh em luôn. Rồi ba mẹ đâu? Dạ ba con ở quê thì còn mẹ con mất rồi. Con có ba anh em hả? Con là lớn nhất hay sao? Dạ con thằng thứ hai. Con thằng thứ hai. Con thằng thứ nhất nhiêu tuổi? Dạ 15. 15. Con thằng thứ hai nhiêu? Dạ con 13. Còn em con 8 tuổi. Vậy hả? Rồi giờ anh Phi Hải của con là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh Phi Hải năm nay 23 tuổi. Rồi anh Phi Hải làm gì để nuôi được ba đứa con? Anh Phi Hải đi dạy và đi diễn. Vậy những lúc khó khăn nhất, những lúc như con tập thì tất nhiên phải có chấn thương. Các cái cơ mình soạt nhiều thì mình sẽ bị đau hay bị này. Thường á là mình có mẹ vỗ về và sức dầu cho con đúng không ạ? Dạ. Thì ai sẽ là cái người bên cạnh lo cho con những cái giây phút đó? Dạ anh Hải. Vậy hả? Vậy con có muốn mơ ước có một người mẹ bên cạnh làm cho con cái điều đó không? Dạ có. Lúc mà con đau nhất thì con sẽ nghĩ tới ai? Dạ con nghĩ tới mẹ. Rồi giờ anh có giúp con không? Dạ có. Mẹ con mất lúc đó con bao nhiêu tuổi? Dạ cách đây tháng 5 này là được 2 năm. Vậy là con ở với anh Phi Hải được bao lâu rồi? Dạ tầm 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi sau khi mẹ mất. Dạ. Rồi những lúc mà em nhỏ hơn con vậy, những lúc mà chú Hải nuôi ba người luôn. Vậy những lúc mà em nhỏ đòi vòi mẹ thì hai anh lớn sẽ làm gì? Dạ tụi con dỗ. Dỗ hả? Con dỗ sao? Con dỗ con kêu là nín đi, mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho em. Trời ơi, giỏi quá cô Hương ôm con. Con ngoan quá. Mà tự nhiên mẹ không có ở bên cạnh mà hai anh lại thương em. Và ngày hôm nay con có biết là cô Hương không có còn gì để nói với tiết mục của con nữa hết. Tại vì nó quá xuất sắc so với một cái lứa tuổi của con. Và động tác của con là động tác nguy hiểm. Bây giờ coi hội nhà tiên của chúng ta sẽ nhận xét con như thế nào. Dạ. Và luôn cả huấn luyện viên Phi Hải của con ha. Bây giờ và xin mời ông Bụt em đi ạ. Tiết mục của con đó có những cái pha nhảy rất là thay đổi liên tục cái động tác nè ha. Rồi có những cái pha mà mạo hiểm nè, có nghĩa là khó nè, mà con làm rất là điêu luyện. Bây giờ hỏi ý kiến chúng mình thì chúng mình thấy là đối với chúng mình không có gì để chê hết. Nhưng hy vọng mỗi một lúc nó phải cao hơn. Giờ chúng mình chỉ có một câu thôi. Chúc mừng con. Cảm ơn chú. Con có tin, con có tin nhân vật của con ở trong câu chuyện vừa rồi đó thì là
phải nói cảm ơn huấn luyện viên của con đã chọn được một cái nội dung rất là hồn nhiên, yêu đời và lạc quan. Bên cạnh đó thì cô rất thích con là ở cái biểu cảm của con là rất là lý lắc, rất là dễ thương và lúc nào cũng mang một cái gương mặt là yêu tất cả cái môi trường sống trong cái câu chuyện đó. Tất cả những nhân vật mà đóng phụ con á, người ta cũng cảm thấy như là bạn diễn của mình truyền cho họ, các anh vừa rồi á, có một cái cảm xúc là rất là phấn khởi, rất là hớn hở để được diễn với con. Dạ, cảm ơn. Con ông được thân mặt ạ. Trong tiết mục của con ngắn gọn như thế này, con có kỹ thuật tốt nhưng con có sự luyện tập công phu để trở thành thuần thục và trở nên điêu luyện. Và vì sự điêu luyện đó cho nên con mới hoàn thành những cái động tác ở độ chính xác cao. Mà những động tác nguy hiểm nếu không thuần thục và không điêu luyện thì kỹ thuật cao, nó đôi khi nó làm gãy đổ và rất là nguy hiểm và còn đến tính mạng. Chàng tinh Stretch là một người rất là hài hước, và yếu tố hài hước đó chú rất là lo nó sẽ bị mất đi, bởi vì nó chuyển qua không phải là kịch nói nữa mà nó lại là ngôn ngữ của múa. Nhưng ở đây huấn luyện viên của con và con đã kết hợp rất là tốt cùng với bạn diễn. Những cái pha hài hước hầu như trên phim giữ được cái chất hài hước đó cho nhân vật, và cái tiết mục múa mà mang lại tiếng cười cho người xem nó giá trị vô cùng. Và con hãy hiểu rằng mình đang sở hữu một cái gì đó rất là đáng quý và hãy phát huy trong những show tiếp theo bằng tất cả niềm đam mê của mình. Chúc mừng bé Quốc Huy. Em cảm ơn chú. Vừa cầm sẵn cái cây này để cho bé Quốc Huy rồi, nhưng quan trọng nhất vẫn là hội nhà tiên người quyết định số điểm. Và xin mời ông Bụt Anh Thanh Bạch. Ông đưa bông mà đưa bìa, có chữ siêu nhí tranh tài. Dạ, vậy thôi, xin mời ông Bụt em Minh Nhí. Bắt chước luôn. Dạ, không biết đây là gì đây. Và sự nóng lòng chờ đợi nghệ sĩ Mỹ Uyên. Tên 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 tên. Làm khó em quá. Vườn hoa nhà mình còn bao nhiêu hoa? Còn mỗi người 15. 5, 3, 15. 15 bông. Thôi gom hết ra luôn. Gom hết ra luôn. Yeah. 15 bông hoa có điểm tuyệt đối cho Quốc Huy. Tin nhắn gửi đến cho Quốc Huy để em sẽ là thí sinh được yêu thích nhất với cú pháp thật là dễ dàng SN khoảng cách 03 gửi 6553. Đã lạc vào xứ Tần Tiên của siêu nhí tranh tài rồi. Bây giờ lại nghe cái tên thật là thích thú, đó là Quả Táo Thần. Đây là tựa của một vở kịch do huấn luyện viên Bùi Quốc Bảo, anh ta là người viết kịch bản và dàn dẫn luôn, cho bé siêu nhí Nguyên Khang. Phạm lệnh cấm. Ấy vậy mà hôm nay có hai tên nhóc
cả gan dám xâm phạm vào lãnh thổ của ta để ăn cắp táo thần à. Thôi được, dù gì cũng lâu lâu không có ai ghét chơi. Thôi, để ta chọc bọn nhóc này xem sao. Anh cảm thấy trong bóng đêm lóe lên một ánh mắt soi. Con sói nào dám vào đây? Em có cung tên đây này. Ôi những mũi tên đồng sắc bén trông ghê sợ. Ôi không nhìn kỹ lại xem, nó như là con gấu lớn. Ôi thôi đừng có sợ chi, em đấm cho mặt sưng vù. Ôi thấy ghê quá trời. Đâm trong rừng mặn. Không không có thế là không, chắc chắn là con sư tử đang gầm. Em đây có dao gấm chín đâu cùng chua sơn lâm. Chém sắc như chém bùn. Ôi thấy ghê quá chừng. Này em ơi, nếu đó là tên phù thủy thật gian và ác độc thì sao? Thì sao em biết thì sao? Thì sao em biết thì sao? Jim, em đùa hả? Anh sợ lắm, mình đi về đi. Em lỡ giỡn hả nữa lo. Em sẽ không sợ đâu. Em sẽ không sợ đâu. Em sẽ cúi xuống và xin một ta tạo thần. Nếu không cho thì sao? Sẽ chín đâu một phép. Qua tàu thần thật là viễn vông, thật điên rồ. Người sẽ tiêu khi chọc dân phù thủy. Cái gì? Anh mới dậm trúng cái gì đó. Quái vật, quái vật. Anh cho, anh cho anh. Em dài anh nữa hả? Sợi dây leo anh cho anh. Trời ơi, vậy mà nãy giờ anh tưởng bà phù thủy á, bà chơi xấu, bà chơi bà bắt dò anh không đó. Anh đừng có sợ nữa, trên đời này không thứ gì đáng sợ hết trơn á. Vậy còn ta, người có sợ ta không? Không. Chị ơi, chị đẹp lắm, chị dễ thương lắm. Ủa mà chị là ai ạ? Phù thủng. Thần im chị quá, chị bị bệnh phù thủng. Phải, ta nói lộn. Ý của ta, tên ta khi mà nói ra thì ngươi sẽ á lên một tiếng. Chị nói đi rồi em sẽ á. Chưa có quà gì. Ta chính là phù thủy. Bây giờ người thấy ta có còn đẹp, còn dễ thương nữa không? Dạ còn, chị vẫn đẹp, chị vẫn dễ thương. Để thi chị đem ra. Khôn mày, thả. Thế chị thấy, đánh chị đánh tay thả luôn em đi chị. Nè. Dạ. Ta là phù thủy, chứ ta không phải là chị thủy. Trời ơi, chị không nói em đâu có biết đâu. Tưởng hiểu lầm không à. Thấy chị bị phù tai nè. Phù chân nè. Phù mỏi nè. Phù tai diễn. Ủa vậy hả? Dạ. Dạ. Các em. Dạ. Từ nay không có được gọi ta là phù thủy nữa nghe chưa? Mà hãy gọi ta là chị thủy. Chị thủy hữu. Chị, em mới góp ý cho chị đó, thả em ra đi. Ờ, thả người nè. Jim, 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 anh nói em nghe nè. Qua xin bà trái táo đi. Hiểu. Cho em xin địa chỉ chị được không? Rồi, xong. Ủa gì kỳ vậy? Jim, 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 Jim. Ý của anh nói em á là xin trái táo thần.
em lộn. Anh xin lỗi em. À, cho em xin một quả táo thần của chị được không? À, hóa ra là nhà ngươi muốn xin quả táo thần của ta. Dạ. Dẹp đi. Cậu nghĩ sao vậy trời? Trời đất ơi, quả táo ta trồng không biết mệt hả, đúng không chị? Trời, táo ta trồng biết mệt hả? Tiền phân chi, tiền thuốc chi? Trời, muốn vô sinh là vô sinh được hả? Chị, tự nhiên đang dễ thương chết, chị giận dữ cái hai đứa em vô thế mẹ bồng con luôn rồi nè. Chị ơi chị. Chị em. Hồi nãy chị còn là chị thủy, bây giờ chị là phù thủy rồi. Ủa vậy hả em? Dạ. Thôi chị về dở đi. Cảm ơn em. Dạ. Liêu liêu gì mà liêu liêu. Nuôi một bè rồi đã lôi ra chọc tôi. Nè, mà ngươi muốn xin quả táo thần của ta để làm gì? Mẹ em bị bệnh nặng lắm, phải có quả táo thần mới cứu mẹ được. Chị à, đúng anh John? Đúng rồi đó chị. Tôi nói mẹ em thấy thương lắm. Trời đất ơi, nghe thằng nhỏ mà đau lòng. Còn thằng kia mày nín đi, mày giả quá à. Trời ơi. Này Jim, ta sẽ cho ngươi một quả táo thần. Hoan hô chị Thủy, hoan hô chị. Nhưng với một điều kiện. Bó xì chị Thủy, bó xì chị Thủy. Gì vậy? Cậu nói không câu mà thà ta dữ vậy. Đứng em nghe tôi nói tiếp nè. Nhưng với một điều kiện là ngươi phải vượt qua 6 tên hầu của ta. Jim, em nhắm đánh lại 6 thằng lâu la này không? Không. Nha, yeah. Tao nói 6 đứa này có gì đâu đánh lại. Bây giờ anh tính vậy nè, em ở đây em búng 6 nó đi. Anh về dưới núi á, anh kêu dân làng lên cứu trợ. Chừng nào anh với lại? Tháng 10. Có gì đâu hả, vô nè, 2, 3. Anh John, John. Nào, bây giờ có đánh không? Hỏi ý gì mà lâu 3 tháng hả? Nếu mà không đấu thì sẽ không có quả táo thần để cứu mẹ. Em chấp nhận. Được, các em xông lên. Jim, vậy là nhà ngươi đã thua rồi. Vậy thì đừng hòng có được quả táo thần. Các em. Dạ. Đi dọn xong mỗi lượng ta mới nấu chậu á. Vậy là con không có quả táo thần để cứu mẹ rồi. Bầu trời rộng lớn ơi, con nghe rằng tiếng em gọi. Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ gì hiện về với con nhé, con nhớ mẹ. Xin đấu tiếp tục. Trời ơi, chị. Trời ơi, nó lì quá chị.
lần này là mình phải quýnh nó thiệt là mạnh luôn để nó sợ vậy. Đúng rồi, mà đánh vô cái mỏ mày đó. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mày nhìn con nhỏ kìa, đồ ô, người ta thấy cưng gần chết hả? Người ta có hiếu với mẹ người ta gần chết hả? Mà nghĩ sao bơ quen bài cho quánh nhỏ. Ê, đứa nào xúi tụi bay đánh nó, đứa nào? Chị! Thôi bỏ đi. Này Jim, thấy được lòng hiếu thảo của em, thôi qua đây. Em đi qua đây. Chị sẽ cho em quả táo thần. Jim, hãy mang về để cứu mẹ đi. Jim, cảm ơn chị. Trời ơi, quang nghiệt quá, quang nghiệt quá, em tôi đã chết quang quá mà. Trời, người đàn bà cay độc, ta nói có chế táo tôi giết thằng nhỏ, bây giờ trả xác nó đây, trả xác nó. Ủa anh John, em đâu có chết đâu. Em còn được bà Phù. À, em còn được chị Thủy tặng cái quả táo thần nữa nè. Nè, Jim, em nhớ là về cho mẹ ăn quả táo thần vô. Chừa cái hộp để cho thằng này nha không? Thằng anh gì mà nhát cái, để một mình em mình chống chọi lại với nguy hiểm, mắc cỡ quá à. Jim ơi, anh có lỗi với em quá à. Anh biết lỗi của anh rồi. Từ nay về sau á, anh lúc nào cũng thương em hết á, không bao giờ bỏ em một mình nữa. Em tha lỗi cho anh nha. Nè, bây giờ chuyện đã xong rồi. Thôi để ta giúp cho hai đứa về nhà với mẹ thật là nhanh, thật là an toàn nha. Dạ. Các em lấy xe. Chọn đồ cho Nguyên Khang đẹp vậy? Dạ là mẹ con. Ngày mai cô Việt Hương phải đóng một cái vai cậu bé Jim giống như con, cho cô Việt Hương mượn cái quần đó mặc được không? Dạ chắc là không giữ. Cô Hương dùng quần à, sẽ vừa mà cho mượn được không? Nếu vừa thì được, nhưng mà không vừa thì thôi nha. Nếu vừa thì được, không vừa thì thôi nha. Con đáng yêu lắm, con mới có 6 tuổi thôi nhưng mà con nói được gọn từ nè ha, ra diễn nè, cho nên là ông Bụt với bà Tiên trên kia rất là thích thú với tiết mục của con. Bây giờ mình mời ông Bụt anh Thanh Bạch đi. Cái tiết mục này không đơn giản chút nào đối với lứa tuổi của Nguyên Khang 6 tuổi. Ở đây thì huấn luyện viên Bùi Quốc Bảo đã tìm một thể loại tương đối khó dành cho lứa tuổi của con. Nếu mà tuổi teen hoặc là người lớn thì dòng kịch này nó sẽ rất là đơn giản. Bởi vì nó làm sao, nếu trong dòng chảy của nghệ thuật thì nó phong phú lắm. Có thể là diễn theo kiểu cổ điển, truyền thống, có thể dân gian và có thể theo kiểu đương đại. Thì đây là kiểu đương đại, tức là pha tất cả những cái gì hiện đại nhất vào trong một câu chuyện. Mà ở đây các nhân vật hầu như là biếm họa hết, tức là làm quá lên, làm cái hình ảnh cho nó nổi bật lên. Nhưng chỉ riêng con, thứ nhất cảm nhạc tốt, thứ hai con giữ đường dây tâm lý của nhân vật xuyên suốt, thứ ba nữa con cải biến thái độ với những tình huống thay đổi rất là chân thật, và quan trọng hơn cả con không bị nhiễm những tất cả những cái gì của người lớn, mà con giữ được hình tượng đẹp của nhân vật của con. Và điều này là do sự hồn nhiên của con đã bảo vệ, đã giữ gìn con để được như thế. Cho nên tóm lại, con đã thuyết phục mọi người bằng chính khả năng của mình, bằng sự hồn nhiên của mình và bằng tố chất nghệ thuật có sẵn trong con người của con, được khai thác tuyệt vời nhất.
Tiên xinh đẹp nè, để cho bà Tiên nói chuyện với con nha. Bà Tiên ơi. Nguyên Khang ơi, yêu con quá à. Dạ, cảm ơn con. Tiết mục của con đã chạm đến hội nhà Tiên, đã chạm đến mỗi chúng tôi một cái cảm xúc cảm ơn huấn luyện viên Bùi Quốc Bảo. Bao giờ cũng vậy, tôi đã xem rất nhiều tác phẩm của anh, bao giờ anh tư tưởng nội dung của anh cũng chạm đến lòng người. Ở phía sau cái nội dung của cái vở diễn và tiết mục của bé Khang hôm nay, Bảo cũng làm cho người lớn đã chạnh lòng, bởi vì theo tôi biết thì trên sân khấu này Việt Hương, Mỹ Uyên và anh Minh, ba người có một cảm xúc giống như bé Khang, làm sao để cứu mẹ mình, làm sao để cho sức khỏe của mẹ mình hồi phục lại. Thì cái điều đó là con đã diễn cảm thật là đáng yêu. Một đứa bé 6 tuổi như con đứng con đưa tay lên con hát như thế. Này bầu trời rộng lớn ơi, con nghe rằng tiếng em gọi, mẹ giờ này ở chỗ nào, con đang mong nhớ về mẹ. Nổi da gà. Có nghĩa là con cảm xúc con tốt lắm ha. Con làm cho ban giám khảo xúc động á ha. Dạ. Rồi bây giờ tới ông Bụt em sao ạ? Ông em Minh Nhí. Cái số tuổi của con là 6 tuổi mà con phải nhớ cả một cái tuồng như vậy là nó quá sức với con. Huấn luyện viên của con cũng rất là giỏi, không có xa lạ với lại chú Minh Nhí. Nhưng mà huấn luyện viên con chắc có lẽ là tin tưởng ở bản lãnh của con cho nên mới làm một cái tiểu phẩm mà khó với con như vậy. Nhạc kịch á, mà nếu chú Minh Nhí diễn thì cũng phải tập luyện dữ dội lắm đó, chứ không phải riêng gì con đâu. Ha, thì cái đó là điều mà rất là đáng khen và đó là cái mà thành công của con. Những bông hoa tươi thắm đã xuất hiện với ông Bụt Anh, Thanh Bạch và số bông Việt Hương đếm được đó là 4 bông và hiện giờ đang nở lên. Ở đây muốn xin nhắn nhủ với huấn luyện viên Quốc Bảo, cái thể loại mà anh chọn rất là ăn khách. Phải nói là đúng là từ ăn khách. Nhưng cái sự liều lượng của anh trong những lần tiếp theo nó rất là quan trọng, bởi vì nó đang là định hướng cho các bé mà lại lứa tuổi rất là nhỏ. Cho nên phải hết sức liều lượng, bởi vì tính giáo dục của nghệ thuật nó rất là quan trọng. Dạ. Chính vì vậy cho nên tôi đang phân vân là chính là 4 bông lớn, 2 bông búp và bông nhỏ, hay là luôn một cái bông lớn nữa. Tôi xin hỏi cô Tiên. Nếu cô Tiên là lúc nào cô Tiên cũng xin hoa thiệt là nhiều cho bé. Tôi rất ngại để làm cho nàng Tiên buồn. 5 bông hoa. Nghĩa là cho bao nhiêu à? Giả như mà huấn luyện viên chỉ cho bé tưởng tượng lúc bé hát và bé thương mẹ như thế nào để đẩy cảm xúc lên. Thì nó sẽ hay hơn. Bé còn thiếu một chút xíu đó. Mà nếu một thiếu một chút xíu mà mình cứ cho tuyệt đối. Dạ. Thì bé không có phấn đấu được. Dạ. Cho nên tôi rất là công tâm. Tôi cho 4 bông hoa. Dạ. Lớn. Dạ. Và 1 bông hoa nhỏ. Cảm ơn một em. Tại sao chị Tiên ạ? Tôi hào phóng hơn anh. Dạ. Cảm ơn bà Tiên. Nếu có gì khán giả yêu mến bé, nhắn tin cho bé để bé được là thí sinh được yêu thích nhất, thì hãy gửi tin nhắn với cú pháp SN khoảng cách 05 gửi 6553. Và sau 60 phút hồi hộp chờ những tiết mục của các bé ở vòng này cũng như những bông hoa của hội nhà Tiên chúng tôi, thì chương trình Siêu Nhí Tranh Tài xin phép được khép lại. Hẹn quý vị vào 21 giờ thứ ba hàng tuần nhé. Nhớ Đài Vĩnh Long 1, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Vietcom thực hiện. Bên cạnh Việt Hương không thiếu hội nhà Tiên được. Xin mời nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ Thanh Bạch và nghệ sĩ Mỹ Uyên. Sau đây, Siêu Nhí Tranh Tài xin được công bố khán giả may mắn. Chúc mừng khán giả Lê Đức Thắng ở Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, là chủ nhân của số thuê bao 0903-631-XXX. Là khán giả tiếp theo đã nhận được giải thưởng của chương trình Siêu Nhí Tranh Tài khi tham gia bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất của chương trình ngày 22 tháng 3 năm 2016 với trị giá giải thưởng 1.500.000 đồng. Và để tiếp tục nhận được giải thưởng của chương trình, mời quý khán giả đón xem chương trình và tiếp tục bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất trong từng đêm thi.
đêm thứ năm của Hãy Nghe Tôi Hát, quý vị sẽ đến với những bản tình ca trẻ trung nhưng cũng đầy suy tư của nhạc sĩ Đức Huy. Năm nghệ sĩ Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh, Dĩ Dân, Hà Vân và Quách Thành Danh sẽ tái hiện 50 năm tình ca của Đức Huy như thế nào. Hãy nghe họ cất tiếng hát để chinh phục ban giám khảo khó tính. Và trong cái giấc mơ hoang đường nhất của tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một cái câu chuyện phải kể lại, và tôi đã không ngăn được xúc động. Cô chảy nước mắt. Từ vì em hát và em diễn quá tuyệt vời. Với những bài hát đôi khi trái ngược hoàn toàn với sở trường của họ, đó chính là sức hấp dẫn đặc biệt của Hãy Nghe Tôi Hát. Hãy cùng đến với đêm thứ năm với hành trình nửa thế kỷ nhạc tình của nhạc sĩ ca sĩ Đức Huy vào lúc 21:02 ngày 4 tháng 4 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11:45 thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.